Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 173 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư nhắm dịch Thánh Thiên Tiên vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 173 của bộ truyện này. Nói cách khác, trên người cậu có khí vận đại đạo. Hơn nữa, số lượng khí vận đại đạo còn nhiều hơn 14 sao. Những trưởng lão này cũng không ngu dốt. Nếu Phương Minh nói hắn dùng thời gian hấp thu khí vận đại đạo để tìm bắt khí vận đại đạo, như vậy số lượng khí vận đại đạo hắn thu thập được tuyệt đối sẽ không ít. Chẳng qua, bọn hắn cũng biết, chuyện bảo tồn khí vận đại đạo không người nào làm được mà Phương Minh có thể làm được nhất định là vì có nguyên nhân đặc biệt hoặc có lẽ là vì hắn có bảo vật tương đối đặc thù nếu như đổi lại là đệ tử khác nhà họ phương đương nhiên những trưởng lão này sẽ hỏi cho rõ ngọn nguồn nhưng mà đổi lại là phương minh bọn họ không dám bởi vì bọn họ sợ trước đây khi bọn họ trở mặt với cha của phương minh là phương chính không phải bọn họ cũng muốn đè ép ông ta một chút để ông ta không dám không đặt các trưởng bối vào trong mắt như vậy nữa sao Nhưng kết quả thì sao chứ Phương Chính tào phản rời khỏi nhà họ Phương Đến hiện nay vẫn không có tin tức Nếu như trước đây bọn họ không làm như vậy Lấy thiên tư của Phương Chính làm gì có chỗ cho Tông Thánh Cung trở mình Phương Chính cùng Phương Minh là quan hệ cha con Ai mà biết thằng nhóc chết tiệt trước mặt này có thể quật cường như cha hắn hay không dù sao khả năng này cũng vẫn rất là lớn. Vì vậy đám trưởng lão ở đây cho rằng tốt nhất là không đi khiêu khích ranh giới cuối cùng của thằng nhóc chết tiệt này thì hơn. Tốt, đây là chuyện rất tốt. Không phải Tông Thánh Cung muốn tổ chức đại điển đạp thiên sao. Lão nhị, người dẫn theo phương minh cùng đến Tông Thánh Cung một chuyến. Đợi khi đại điển bên kia kết thúc, lại nói cho bọn hắn biết, nhà họ phương chúng ta cũng tổ chức đại điển đạp thiên chẳng qua tạm thời không nên tiết lộ tin tức của Phương Minh, cứ mời người trong giới tu luyện qua đây. Thời gian thì cứ định ở ngày thứ hai sau đại điển của Tông Thánh Cung đi. Tới tuổi này rồi, đáng ra đám người đại trưởng lão làm chuyện gì cũng phải thật thỏa đáng mới đúng. Thế nhưng mà ân oán giữa nhà họ Phương cùng Tông Thánh Cung chất chứa cũng đã lâu. Hơn nữa lần này rõ ràng Tông Thánh Cung muốn dẫm lên nhà họ Phương để mà thượng vị trong lòng của đại trưởng lão cũng tràn đầy oán khí vì vậy khi sắp xếp chuyện này lão lại lộ ra tính tình như đứa bé bị chọc giận chẳng qua phương minh cảm thấy không sao nói cho cùng thì chuyện mình đột phá cảnh giới thiên cấp là không thể giấu diếm các trưởng lão muốn mượn cơ hội này chèn ép nhuệ khí của tông thánh cung hắn thấy không có vấn đề gì dù thế nào đi nữa hắn cũng có thể tính là một phần tử của nhà họ phương nếu phương minh cũng có khí vận đại đạo, hơn nữa còn vượt trên 10 đạo, vậy thì do lão ngũ đơn độc giảng giải cách điều động thiên địa pháp tắc cho phương minh đi. Ngụ trưởng lão gật đầu ừ một tiếng, vẫy tay với phương minh, rồi sau đó dẫn phương minh đi về thiền viện ở bên cạnh. Phương minh, 10 đạo khí vận đại đạo, đại biểu cho một đạo thiên địa pháp tắc, mà có thể không chế một đạo thiên địa pháp tắc đã biểu cho bản thân đã bước chân vào cảnh giới thiên cấp. Trước khi nói cho cậu biết cách để bước chân vào thiên cấp, hãy để lão phù cho cậu cảm thụ được cái gọi là lực lượng của thiên cấp. Ngụ trưởng lão cười nhìn về phương minh. Sau một khắc, bàn tay to đột nhiên vươn ra, lăng không trảo một trảo. Phương minh lập tức cảm giác không khí xung quanh cứng lại. Trong nháy mắt, năng lượng ẩn chứa trong không khí đều bị hút hết dưới thiên cấp là điều động năng lượng thiên địa cho mình dùng có thể chia thành rất là nhiều loại thuộc tính năng lượng nhưng đại khái đều thuộc về thuộc tính âm dương ngũ hành thế nhưng sở dĩ những năng lượng này sẽ tồn tại đồng thời sẽ không ngừng tăng nhanh chính là vì những năng lượng này tuân thủ theo một quy tắc vận hành nhất định loại quy tắc vận hành này chính là thiên địa pháp tắc nắm thiên địa pháp tắc trong tay đồng nghĩa với có thể thuyên chuyển không ngừng nghỉ năng lượng nào đó trong thiên địa hiện tại cậu nhìn cho kỹ đây ngón tay của ngụ trưởng lão mở ra nơi giữa đầu ngón tay xuất hiện một ngọn lửa sau một khắc ngón tay hơi gãy nhẹ ngọn lửa này lập tức bắn ra trong mắt phương minh co rút một chút bởi vì ngay trong khoảnh khắc khi ngọn lửa này bắn ra đột nhiên khắp đại điện bị bao trùm trong biển lửa chỉ là một tia lửa phương minh tự nhận bản thân hắn cũng có thể làm được điểm này. Nhưng quan trọng là không thể nào làm được với tốc độ nhanh như vậy. Nếu như hắn muốn dùng ngọn lửa thiêu đốt toàn bộ thiền điện, nhất định phải cần một ít thời gian để bấm niệm pháp quyết. Đây là thời điểm khác giữa cường giả thiên cấp cùng cường giả địa cấp. Nắm trong tay đạo thiên địa pháp tắc này cũng đại biểu cho bản thân cậu có thể tùy tâm sử dụng những năng lượng thiên địa do thiên địa pháp tắc này biến hóa ra. Thậm chí còn có thể tự mình sáng tạo ra năng lượng thiên địa này. Lời ngụ trưởng lão nói khiến Phương Minh hiểu rõ, điểm kinh khủng nhất của cường giả thiên cấp nằm ngay ở sự sáng tạo, có thể tự mình sáng tạo năng lượng thiên địa. Điều này có ý vị gì? Có nghĩa là năng lượng của cường giả thiên cấp căn bản dùng mãi không hết. Cho nên, khi cậu hấp thu khí vận đại đạo, nhất là khi hấp thu 10 đạo khí vận đại đạo, sẽ có một cơ hội bắt được thiên địa pháp tắc. Nhưng thiên địa pháp tắc cũng có rất nhiều loại, có thể bắt được loại nào thì còn phải xem vận mệnh của cậu. Dựa theo lẽ thường, nếu người tu luyện vẫn tu luyện theo từng bước, thì khi đột phá, người đó đã sớm nắm chắc được bản thân sẽ có 5 loại thiên địa pháp tắc nào trong tay. Nhưng tình huống khi hấp thu khí vận đại đạo thì không giống như vậy. Nói đơn giản hơn một chút Khí vận đại đạo là một loại vô thuộc tính, chỉ cần hấp thụ được 10 đạo, lập tức có thể đổi lấy một đạo thiên địa pháp tắc. Đương nhiên, điều này chỉ dành cho người sở hữu 10 đạo khí vận đại đạo. Nếu như thiếu 10 đạo, nhất định phải xác định được bản thân mình tu luyện loại thiên địa pháp tắc nào trước khi đột phá. Cuối cùng mới căn cứ vào đặc tính của đạo thiên địa pháp tắc này để tiến hành tu luyện cùng đột phá. Lão Phu nắm trong tay thiên địa pháp tắc thuộc tính hỏa, mà trên cõi đời này có hơn trăm đạo thiên địa pháp tắc. Có lẽ trong ngắn hạn sẽ có sự phân chia mạnh yếu giữa các loại pháp tắc này. Cao cấp nhất đương nhiên chính là thời gian và không gian pháp tắc. Sau khi ngũ trưởng lão nói tới đây, nét mặt nghiêm túc, tiếp tục nói. Nhưng ngàn vạn lần không nên mù quáng theo đuổi thời gian và không gian pháp tắc. Bởi vì thời gian để cậu chọn thiên địa pháp tắc cũng không nhiều. Đại khái chỉ có thời gian không tới 10 hơi thở, nếu như không thể bắt được, đồng nghĩa với cậu sẽ phải lãng phí một cơ hội. Mặt khác, kỳ thực những pháp tắc này cũng không có cách biệt quá lớn, hoàn toàn dựa vào tiến độ tu luyện của cậu, đều nói thủy khắc hỏa, nhưng nếu cậu tu luyện đạo thiên địa pháp tắc ấy đủ sâu, khi đối mặt với cường giả thiên cấp thuộc tính thủy, cũng không cần sợ gì. Dù sao, lửa cũng có thể khiến nước bốc hơi tan biến nghe được ngũ trưởng lão nói tới đây, có thể nói là Phương Minh đã hiểu tương đối rõ. Sau khi hắn hấp thụ 10 đạo khí vận đại đạo, có thể khiến thiên địa pháp tắc của thế giới này xuất hiện, mà bản thân hắn có thời gian 10 hơi thở để quyết định, rốt cuộc bản thân mình muốn loại thiên địa pháp tắc nào. Những thứ khác, Lão Phu không có gì để dạy cậu. Thời gian này cậu chỉ cần tĩnh tâm tu luyện. Đúng rồi, nói cho Lão Phu một chút. Cậu gấp nhặt được bao nhiêu đạo khí vận đại đạo? Có đạt tới 20 đạo hay không? Ngụ trưởng lão hơi hiếu kỳ hỏi. vẻ mặt Phương Minh có chút cổ quái không lập tức trả lời. Không đạt tới sao? Không sao. Hơn 10 đạo là rất tốt rồi. Ngụ trưởng lão đáng chừng sau đó vỗ bả vai của Phương Minh nói. 20 đạo là đã đạt đến. Hẳn phải có chừng 3-4 cơ hội lựa chọn thiên địa phát tắc. Phương Minh hơi ngượng ngùng trả lời. Tay của Ngũ trưởng lão vốn đang vỗ nhẹ lên bả vai của Phương Minh, đột nhiên nặng nề vỗ xuống, đó là trong lúc nhất thời bị khiếp sợ tới mức phản ứng vô ý thức. Còn mẹ nó, lão phu không muốn nói chuyện với cậu nữa đâu. Thời gian một tháng kế tiếp, Phương Minh an tâm tu luyện chờ đợi ngày đột phá đến thiên cấp. Vì vậy Phương Minh không biết rằng giờ khắc này bên ngoài đặt sáo động hết lên. Đương nhiên, nguyên nhân hình thành sự xáo động này không phải là vì hắn. Tin tức một hòn đảo của Nhật Bản đột nhiên chìm mất, khiến cho toàn bộ thế giới khiếp sợ. Trong khoảng thời gian này, mỗi nước đều phái ra một đội ngũ để tìm hiểu. Thậm chí, vô số giáo sư chuyên gia đều đến phân tích tại sao lại phát sinh biến động lớn như vậy. Nhưng phân tích tới phân tích lui đều không thể phân tích ra được nguyên nhân bắt nguồn từ đâu quan trọng nhất là một tuần sau khi sự kiện ấy phát sinh các quốc gia giống như đã bàn bạc xong từ trước tất cả đều ăn ý không tiếp tục đưa tin về vấn đề này báo chí truyền thông của các quốc gia cũng đồng loạt không đăng báo toàn bộ thế giới chỉ có một số người nhật thoát khỏi kết cục bi thảm vì không ở trong hòn đảo đồng thời ba hòn đảo xuất hiện trên đông hải cũng đã biến mất một cách nhanh chóng mà hòn đảo trong ảnh chụp của ngư dân biển cũng đã được chuyên gia chính thức xác nhận, chỉ là ảo ảnh. Đây không phải là những hòn đảo tồn tại chân chính. Toàn bộ thế giới lại khôi phục bình tĩnh, nhưng chỉ có cao tầng của các quốc gia mới biết. Bên dưới sự bình tĩnh này có dâu diếm sóng gió ngập trời. Giới thế tục bình tĩnh, nhưng giới tu luyện không bình tĩnh như vậy. Đầu tiên là giáo hội phương Tây cùng hắc ám hội nghị, lại một lần nữa sống mái với nhau không giống với bất kỳ một lần va chạm nhẹ nào trước đây. Lần này, là một vị nghị viên đầu sỏ của Hắc ám hội nghị bị giáo hội Phương Tây chém giết, nhưng cùng lúc đó, một vị tổng giám mục của giáo hội cũng bị Hắc ám hội nghị giết chết. Đồng thời, bên phía Hy Lạp, cho dù là người của giáo hội Phương Tây hay là thành viên của Hắc ám hội nghị đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Đương nhiên, những giáo dân cùng mục sư thông thường vẫn được giữ lại người bị thanh trừ hầu hết đều là tinh nhuệ của giáo hội cùng hắc ám hội nghị toàn bộ phương tây nổi lên một trận sóng to gió lớn rất có xu thế loạn lạc phương tây là như vậy bên phía châu phi cũng không bình tĩnh giống như thế trong khoảng thời gian này kim tự tháp ở ai cập không mở cửa chào đón người ngoài cũng không cho phép bất kỳ du khách nào tới tham quan mà cùng lúc đó mỗi quốc gia ở châu phi lại xuất hiện một số người cầm pháp trường trong tay. Những người này nhanh chóng đi về Ai Cập. Dường như bên kia có nhân vật gì đang kêu gọi bọn họ tới, chờ đợi bọn họ đi hành hương. Phương Tây cùng Châu Phi đều không bình tĩnh, mà phương Đông cũng giống như vậy. Núi Công Luân triệt để ngăn cách với thế giới bên ngoài. Bên phía Tây Tạng còn có người thấy có tia sáng đỏ mơ hồ từ trong các chùa miếu bắn lên tới trời mỗi khi trời tối những tia sáng đỏ này đều hướng về cùng một phương hướng đó chính là phương hướng chùa đại chiêu đồng thời ba hòn đảo xuất hiện trên biển đông cũng không thật sự biến mất nó đang dùng một loại tốc độ chậm rãi không ngừng tới gần đại lục những tin tức này có thể người thường không rõ lắm nhưng một số thế lực đứng đầu bên trong giới tu luyện lại cảm nhận được rất rõ ràng chẳng qua điều quỷ dị là mỗi bên thế lực lớn đều không có bất kỳ cử động gì. Lấy nhà họ Phương mà nói, sau khi các trưởng lão nhà họ Phương biết tin tức này, vốn chuẩn bị sắp xếp đệ tử đi tra xét hoặc tự mình đi một chuyến, nhưng cuối cùng đều bị lão tổ nhà họ Phương ngăn. Thời cơ chưa tới, không nên khinh cử vọng động. Đây là nguyên lời của lão tổ nhà họ Phương, tất cả mọi người nhà họ Phương không cần để ý tới những biến hóa mới xuất hiện này, chỉ cần tiếp tục làm tốt những chuyện mình cần làm là đủ rồi. Những thế lực đứng đầu khác cũng không có cử động gì, người tu luyện bình thường thì căn bản không biết mấy tin tức này, hoặc có lẽ có người biết nhưng mà không có đủ năng lực đi dò xét, tất cả đều đắm chìm trong bình tĩnh. Thời gian một tháng nói dài cũng không dài lắm, mà nói ngắn cũng không ngắn lắm vị kia của hóa phong cung là người tổ chức đại điển đạp thiên đầu tiên. Toàn bộ thế lực lớn trong giới tu luyện đều phái cao tầng đến đây xem lễ. Chỉ là cường giả thiên cấp đã có 13 người trình diện. Đương nhiên tất cả mọi người đều biết tiết mục chính nằm ở ngày thứ hai khi vị kia của Tông Thánh Cung cử hành đại điển đạp thiên. Bởi vì rõ ràng Tông Thánh Cung đã không cam lòng làm lão nhị ngàn năm. Hiển nhiên muốn mượn cơ hội này để tăng danh vọng kéo nhà họ phương xuống ngựa điểm này ngay cả hóa phong cung cũng biết cho nên sau khi vị kia đột phá thiên cấp cũng không tổ chức đại điển đạp thiên lớn như trước mở tiệc ăn mừng ba ngày ba đêm ngược lại sau khi khách tới xem lễ xong lập tức ngựa không dừng vó chạy tới tông thánh cung có thể nói vị cường giả thiên cấp này của hóa phong cung là người không có mặt bài nhất sau khi đột phá lên thiên cấp trong bao nhiêu năm qua chỉ là hóa phong cung cũng là thế lực lớn trước mười theo lý thuyết, căn bản không cần phải để mặt Tông Thánh Cung, mà hành động này của bọn hắn cũng khiến cho các thế lực khác hiểu rõ, hẳn là Tông Thánh Cung đã liên minh cùng Hóa Phong Cung. Chỉ có nguyên nhân này, Hóa Phong Cung mới có thể buông tha cơ hội tăng cao danh vọng cho nhà mình, là nhường cơ hội này cho Tông Thánh Cung. Gần như trong các thế lực lớn trước 10 chưa từng xuất hiện chuyện liên minh, mà chuyện Tông Thánh Cung kết minh cùng Hóa Phong Cung nhưng muốn gửi một lời tới giới tu luyện Rằng giới tu luyện đã đến lúc đổi thời rồi Chẳng qua Điều khiến cho các thế lực lớn trong giới tu luyện cảm thấy khó hiểu Là đối mặt với Tông Thánh Cung từng bước ép sát Không ngờ nhà họ Phương không có chút phản ứng Thậm chí còn đáp lại Tông Thánh Cung Rằng bọn họ sẽ phái người tới tham gia đại điển đạp thiên của Tông Thánh Cung Núi Trung Nam đây là nơi mà các đạo gia ẩn sĩ hướng tới từ cổ chí kim cho tới nay cũng là nơi có nhiều ẩn sĩ nhất có danh xưng là mảnh phúc địa đứng đầu thiên hạ mà tông thánh cung cũng tọa lạc bên trong núi trung nam này trên một ngọn núi nào đó quanh năm bị bao phủ trong mây mù của dãy núi trung nam lúc này không ngừng có bóng người đi vào bên trong đương nhiên nếu là người thường thì đã bị khuyên lùi lại từ chỗ cách ngọn núi rất xa rồi không hổ danh là mảnh phúc địa đứng đầu thiên hạ. Sao tôi cứ cảm thấy nơi này của tông thánh cung có phong thái hơn nhà họ Phương của chúng ta rất nhiều. Phương Minh đi theo mấy vị trưởng lão tới ngọn núi này, lần này số người nhà họ Phương đến đây cũng không ít. Ngoài trừ Phương Minh cùng mấy cường giả địa cấp hậu kỳ đã tham gia long môn biến cảnh, còn có bốn vị trưởng lão dẫn đội theo. Cậu thì biết cái gì? Cái gọi là mảnh phúc địa hàng đầu thiên hạ đó? chỉ là cách nói thuộc về đạo giáo mà thôi. Nhưng cậu có biết Thần Nông Giá đại biểu cho cái gì không? Thần Nông Giá đại biểu cho khởi nguyên của dân tộc Viêm Hoàng." Ngũ Trưởng lão tức giận nói. "Tôi chỉ nghe nói tới khởi nguyên lưu vực Hoàng Hà Trường Giang mà chưa từng nghe nói tới khởi nguyên Thần Nông Giá. Cho dù có nghe thì cũng chỉ nghe thấy giả nhân trong Thần Nông Giá mà thôi." Phương Minh đáp. "Thần Nông, Thần Nông thần nông không phải là viêm đế sao? Thần nông giá là nơi thần nông được sinh ra. Cậu nói xem, nó có thể tính là khởi nguyên của dân tộc viêm hoàng hay không? Ngũ trưởng lão trừng mắt liếc nhìn Phương Minh một cái. Phương Minh cười hà hả không thèm nói lại. Nếu nói như vậy, xem ra phong thái của thần nông giá thật sự mạnh hơn tông thánh cung vài phần. Hôm nay, Tông Thánh Cung không khỏi khởi động trận pháp hồ sơn cả sơn môn mở rộng ra nghênh đón toàn bộ người trong giới tu luyện. Đương nhiên cũng không có người nào mù mắt dám xông loạn ở đây. Tất cả đều theo quy củ của đệ tử Tông Thánh Cung tiếp đãi bước vào sơn môn. Đoàn người phương minh xuất hiện ở chân núi đương nhiên cũng tạo thành oanh động. Ngoài trừ thu hút tầm mắt của đám người tu luyện đi ngang qua đây, đệ tử Tông Thánh Cung có trách nhiệm tiếp đãi ở sơn môn cũng vội vàng báo cáo cho cao tầng trong môn phái. Bốn vị cường giả thiên cấp cộng thêm 6 vị cường giả địa cấp đại viên mãn, lực lượng này tuyệt đối không nhỏ, vì vậy tất cả các thế lực đang ở đây đều cảm thấy nghi hoặc vô cùng. Ai cũng biết, lần này Tông Thánh Cung tổ chức đại điển đạp thiên là vì muốn tăng danh vọng, đồng thời đã kích nhà họ Phương, vì sao nhà họ Phương còn phái ra 4 vị cường giả thiên cấp qua đây cổ động cho Tông Thánh Cung? Là qua đây gây chuyện hay sao? Tất cả mọi người đều biết, đó là chuyện không thể nào trừ phi nhà họ Phương muốn hoàn toàn vạch mặt với tông thánh cung, bằng không, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đến gây chuyện vào lúc này. Nếu không phải đến gây chuyện, vậy nhà họ Phương phái càng nhiều người tới, cũng có nghĩa bọn họ càng nể mặt tông thánh cung. Điều này khiến cho đám người nghĩ mãi cũng không thể nào nghĩ nổi nguyên nhân vì sao. Hoàng Ngân các vị trưởng lão nhà họ Phương tới, mời vào bên trong. Nhà họ Phương có bốn vị trưởng lão tới, đương nhiên Tông Thánh Cung không thể nào thờ ơ. Hai vị cung chủ tự mình đi ra ngân tiếp. Cũng giống với chuyện nhà họ Phương sẽ không tới Tông Thánh Cung gây sự. Đương nhiên, Tông Thánh Cung cũng sẽ phải nể mặt nhà họ Phương. Với tư cách là thế lực đứng đầu trong giới tu luyện, bốn vị trưởng lão nhà họ Phương cùng dắt tay nhau đến đây. Tông Thánh Cung co phái hai vị cung chủ ra ngân tiếp cũng không quá đáng. Tông Thánh Cung các người tổ chức đại điển đạp thiền đương nhiên nhà họ phương chúng tôi phải đến đây xem lễ. Vừa lúc dẫn theo đám tiểu bối tới xem một chút, cũng để cho bọn chúng có thêm chút kinh nghiệm khi đột phá thiên cấp. Tam trưởng lão nhà họ phương cười tụng tiệm nói. Sau khi nghe thấy những lời này, trên mặt tất cả mọi người mới lộ ra dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Tuy rằng câu nói này không thể giải thích nguyên nhân vì sao nhà họ phương lại phái tới bốn vị trưởng lão đi ra, nhưng ít ra cũng có thể giải thích vì sao còn có 6 vị cường giả địa cấp hậu kỳ đi theo sau. Phương huynh khách khí rồi, nhanh mời vào bên trong. Điện lễ xem lễ sẽ bắt đầu ngay thôi. Hai vị cung chủ Tông Thánh Cung cùng liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ biết chắc chắn không phải nguyên nhân này. Thế nhưng lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều. Dù sao thì lần này Tông Thánh Cung cũng có thể xem là nở mày nở mặt. Đợi khi người nhà họ Phương cùng người của Tông Thánh cung đều đi vào sơn môn rồi, đột nhiên có một ông lão trong đám người vây xem trước đó thì thầm nói: "Không đúng, nếu như vì thu hoạch kinh nghiệm thì lúc này hẳn nhà họ Phương phải có hơn 10 vị cường giả địa cấp hậu kỳ tới học tập kinh nghiệm mới đúng, vì sao chỉ có 6 người? Hơn nữa Phương Minh cũng nằm trong số đó. Đừng quên tên Phương Minh này không có bất kỳ thu hoạch gì bên trong Long Môn bí cảnh." tiếng lẩm nhẩm của ông già khiến cho đám người ở đây đồng loạt sửng sốt một chút chẳng qua ngay sau đó mọi người lập tức nở nụ cười khổ mặc kệ nguyên nhân vì sao lần này nhà họ phương phái nhiều người tới như vậy thần tiên đánh nhau bọn họ chỉ cần yên lặng nhìn xem là được chỉ cần không tai họa đến bọn họ là được rồi Vô trương thật là lớn sau khi đi vào sơn môn ngụ trưởng lão nhà họ phương lập tức hừ lạnh một tiếng bởi vì trước mặt bọn hắn xuất hiện một quảng trường khổng lồ. Ngay vị trí trung tâm của quảng trường có một tòa thạch đài, lúc này có một bóng người đang ngồi xếp bằng ở nơi đây, mà tất cả những người khác đều được sắp xếp vào vị trí bốn phía xung quanh quảng trường, phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy thạch đài. Đương nhiên, đó chỉ là người tu luyện bình thường. Lúc này nhà họ Phương có bốn vị cường giả thiên cấp, đương nhiên không thể nào ngẩng đầu nhìn thạch đài. Đừng nói người ngồi trên bệ đá còn chưa đột phá đến thiên cấp, cho dù đã đột phá cũng chỉ mang thân phận em trai mà thôi. "Phương huynh, đây là chỗ dành riêng cho mấy người." Cung chủ Tông Thánh Cung có trách nhiệm tiếp đãi, phản phất như không nghe được tiếng hừ lạnh của ngũ trưởng lão, chỉ cười cười, đưa tay chỉ hướng một tòa núi nhỏ cách đó không xa. Ở đây có tổng cộng 9 ngọn núi mà đây cũng là vị trí đã được chuẩn bị sẵn cho những thế lực lớn trước mười khác trong giới tu luyện lên đỉnh núi từ vị trí này vừa lúc có thể thấy rõ bóng người trên thạch đài đồng thời đỉnh của ngọn núi này lại vừa vặn cao hơn thạch đài kia mấy trượng không cần phải ngước mắt nhìn đệ tử của bổn cung lập tức sẽ tiến hành đột phá phương huynh các vị đạo hữu lão phu còn có chuyện quan trọng phải sắp xếp nên xin rời đi trước Mọi người cứ tự nhiên. Cung chủ Tông Thánh Cung dẫn đoàn người Phương Minh lên đến đỉnh núi xong thì lập tức rời đi. Lần này có rất nhiều người tới đây, cho dù thân phận địa vị của Tông Thánh Cung tương đối siêu nhiên, nhưng mà mấy cung chủ như bọn hắn vẫn bề bộn nhiều công việc. Vào lúc giữa trưa, khi tất cả mọi người đều đang ngẩn đầu ngóng trông, rốt cuộc bóng người kia trên thạch đài cũng có cử động đột nhiên trên bầu trời xanh thẳm quang đảng truyền tới một tiếng sấm sét vang dội. Thanh âm này khiến không ít người giật nảy mình. Ngoài trừ những cường giả thiên cấp ra, cho dù là phương minh cũng cảm thấy tim mình giật nảy lên khi tiếng sấm này truyền tới. Cùng lúc đó, một luồng năng lượng kinh khủng bộc phát ra. Tại thời khắc này, bóng người đang ngồi xếp bằng kia cũng đứng lên. Mà theo hắn đứng dậy, toàn bộ năng lượng thiên địa quanh quảng trường bắt đầu điên cuồng dâng lên đến. Tất cả mọi người nín thở. Ngày hôm qua, đám người ở đây đã trải qua đại điển đạp thiên của Chu Thương Hải hóa phong cung. Vì vậy cũng có chút quen thuộc với quá trình này, nhưng mà vẫn kích động không thôi. Dù sao, đây cũng là điềm báo cho việc sắp có một cường giả thiên cấp được sinh ra. Mà toàn bộ giới tu luyện có bao nhiêu cường giả thiên cấp ghi chứ? Tính bình quân thì trong 10 năm cùng lắm chỉ sinh ra một hai người trường hợp trong vòng một năm sinh ra hai cường giả thiên cấp, thật sự là chuyện vô cùng hiếm thấy trong lịch sử của giới tu luyện. Thấy rõ chưa? Hiện nay, hắn muốn cảm ứng thiên địa pháp tắc, hấp dẫn thiên địa pháp tắc phủ xuống. Đây cũng là một bước mấu chốt nhất. Giọng nói của lục trưởng lão nhà họ Phương truyền đến, Phương Minh cùng năm vị cường giả địa cấp đại viên mãn khác nghe nói như vậy, nét mặt cũng trở nên nghiêm túc. Đây là mục đích bọn hắn đến đây tham gia đại điển đạp thiên này. Dựa theo những trưởng lão này thảo luận, trong toàn bộ nhà họ Phương, có lẽ 6 người bọn hắn sẽ có thể bước chân vào cảnh giới thiên cấp sớm hơn những người khác một chút, cho nên danh ngạch tới xem lễ lần này mới rơi xuống người bọn họ. Đôi mắt Phương Minh hơi ngưng, nhìn chăm chú vào bóng người trên thạch đài. Lúc này đối phương đang đứng ở nơi đó, hai tay kết thủ ấn, mà theo thủ ấn của hắn biến hóa mây mù trên bầu trời cũng bắt đầu có biến hóa lòng trời lỡ đất. Tiếng sấm sét không vang lên nữa, thế nhưng chỉ một khắc sau, mây mù hóa thành một vòng gió xoáy trực tiếp cuốn từ bên trên xuống bể đá, cũng bao phủ móng người đang ngồi trên bệ đá vào bên trong. Lúc đầu vòng gió xoáy được tạo thành từ mây mù này chỉ có màu trắng, thế nhưng đến sau này nó trực tiếp trở thành hỗn hợp 10 màu sắc khiến người ta nhìn mà cảm thấy hoa mắt. Người đã hấp thu 10 đạo khí vần đại đạo. Một khi thả ra ngoài, thiên địa pháp tắc tự nhiên sẽ cảm ứng được. Trên thực tế, mây mù này chính là lực lượng pháp tắc ngưng tụ thành. Mỗi một loại đã biểu cho một màu sắc. Hiện nay chỉ cần nhìn xem hắn lựa chọn loại pháp tắc nào. Lục trưởng lão nhà họ Phương tiếp tục giải thích một câu. Xem bộ dáng như vậy, Hắn phải có mấy chục đạo lực lượng pháp tắc xuất hiện để cho hắn lựa chọn. Chẳng qua, pháp tắc không gian cùng pháp tắc thời gian cao cấp nhất lại không xuất hiện ở nơi này. Ngụ trưởng lão đang đứng một bên cũng theo chân nói một câu. Pháp tắc không gian có màu đen mà pháp tắc thời gian càng đặc thù hơn, nó có màu cầu vồng. Màu cầu vồng này không chỉ đơn thuần là bảy màu hỗn hợp, cũng giống như đám mây mù trên thạch đài hơn 10 loại màu sắc hòa chung một chỗ, đầy mới thật sự là dung hợp, chỉ liếc mắt một cái đã có thể phát hiện ra màu sắc, hơn nữa còn không thể nào tách rời. 10 đạo khí vận đại đạo có thể giúp hắn có thời gian 10 hơi thở, hiện nay đã qua ba hơi thở, không thể nào có thời gian triệu hoán ra pháp tắc thời gian và không gian. Mấy vị trưởng lão nhà họ Phương đều rất rõ ràng, pháp tắc thời gian và không gian là hai loại pháp tắc khó triệu hoán nhất. Mà nếu đến lúc này nó còn chưa xuất hiện, đồng nghĩa với nó sẽ không xuất hiện. Thời gian 10 hơi thở trôi qua rất nhanh. Sau khi thời gian 10 hơi thở kết thúc, mây mù cũng tán đi. Trên bệ đá chỉ còn dư lại một bóng người. Chẳng qua lúc này, mọi người ở đây đều đã nhận ra khí thế của bóng người trên bệ đá có biên hóa hoàn toàn khác so với trước. Mà đối với đám cường giả thiên cấp ở đây Điều càng khiến cho bọn họ tò mò hơn là vừa rồi người kia đã chọn loại thiên địa pháp tắc nào. Gió đến. Một tiếng quát từ bóng người trên bề đá truyền ra mà khi thanh âm của hắn hạ xuống cuồng phong gào thét xuất hiện trên toàn bộ quảng trường. Vô số cơn lốc cứ đột ngột xuất hiện trước người hắn. Quan trọng nhất là rõ ràng trong những cơn lốc này có ẩn chứa lực phá hoại vô cùng mạnh mẽ. Nhưng lúc này lại như binh sĩ thần phục phía dưới thạch đài. Thậm chí một góc áo của đám người đang vây xem xung quanh thạch đài cũng không bị thổi lên. Loại lực khống chế này khiến cho đám người ở đây đều kinh hãi. Gió. Xem ra, hắn đã lựa chọn thiên địa pháp tắc thuộc tính phong. Cũng có thể coi là không tội. Nhưng thuộc tính phong cũng không có dễ tu luyện đâu. Nó đã có thể coi là một loại pháp tắc tương đối khó tu luyện. Nghe được những lời trưởng lão nói, Phương Minh có chút tò mò. "Trưởng lão, thì địa pháp tắc này được phân hạng ra sao? Thời gian và không gian đứng đầu thì tôi đã biết, thế nhưng còn xếp hạng của những loại pháp tắc khác thì sao chứ?" "Thời gian và không gian là cao cấp nhất, mà những loại còn lại thật ra đều có bổ trợ cho nhau. Mượn pháp tắc phong mà nói, nó không chỉ đơn thuần là lĩnh ngộ một thuộc tính phong. Sau này nếu muốn đột phá thì nhất định phải lĩnh ngộ một loại pháp tắc khác. Phong liên quan tới tốc độ, vì vậy phải tìm cách lĩnh ngộ pháp tắc tốc độ. Ngoài trừ pháp tắc tốc độ ra, về đề thăng uy lực, có lẽ còn phải lĩnh ngộ pháp tắc lôi cùng pháp tắc vũ. Dù sao thì phong vũ lôi điện cũng là không tách rời. Nghe được trưởng lão giải thích, Phương Minh xem như đã hiểu rõ. Cái gọi là thiên địa pháp tắc, kỳ thật cũng không được phân chia quá tỉ mỉ như vậy chi ít đến sau này muốn đột phá đều phải lĩnh ngộ hết. Mượn pháp tắc tốc độ mà nói, sợ rằng pháp tắc nào cũng cần phải có nó bổ trợ. Mà khi tốc độ đến cực hạn thì lại liên quan tới pháp tắc không gian. Chuyện này cũng tương đối giống với học tập. Chỉ cần hiểu rõ một chút ứng dụng đơn giản tương ứng với chương trình học của một ngành là được rồi. Thế nhưng, nếu muốn có thể tiến thêm một bước, trở thành tiến sĩ, thậm chí là chuyên gia nhất định phải dung hợp những kiến thức của các ngành khác nói chính xác hơn là những thiên địa pháp tắc này đều không phân chia cao thấp dựa theo tiên hiền dự đoán một khi có thể tu luyện đến cực hạn những pháp tắc này đều cần không chế nhưng nói thì nói như vậy lại có mấy người làm được điều này phần lớn người dùng cả đời chỉ có thể nắm giữ hai ba đạo pháp tắc mà như vậy đã được coi là rất tốt rồi Đúng, có thể không chế được năm đạo thiên địa pháp tắc sẽ trở thành thiên vương. Nhưng trong thiên hạ này lại có mấy vị thiên vương. Bốn vị trưởng lão nhà họ Phương hơi xúc động bởi vì bọn hắn biết đời này bọn hắn không có cơ hội đó cũng chỉ có thể dừng ở cảnh giới thiên cấp. Thời gian kế tiếp là thời gian để người mới thăng cấp lên thiên cấp trang bức. Chỉ là bốn vị trưởng lão nhà họ Phương lại không có thói quen phối hợp nếu xem lễ đã kết thúc, đám người lão phu cũng xin cáo từ. Nghe thấy đám người nhà họ Phương muốn rời đi, một vị cung chủ tông thánh cung tới đón cười ha ha nói. Mấy vị đạo hữu hà tất phải gấp gáp như vậy, không bằng ngồi xuống tham gia tiệc rượu, chờ yến hội qua đi. Hóa phong cung không làm tiệc cơ động, nhưng không có nghĩa tông thánh cung không làm. Tông thánh cung đã sớm chuẩn bị xong, sẽ thiết yến 7 ngày 7 đêm sợ dĩ là 7 ngày 7 đêm mà không phải một tháng, cũng là vì lấy nội tình của Tông Thánh Cung. Nếu như chỉ vì một người đột phá trở thành cường giả thiên cấp, lại thiết yến suốt một tháng, không khỏi có chút chuyện bé xé đa to, thật sự không thích hợp với thân phận của Tông Thánh Cung. Chuyện này cũng giống một gia đình bình thường, lại mua xe những mấy trăm ngàn. Sau khi lái về nhà muốn đốt pháo chúc mừng, mời họ hàng bạn bè tới nhà ăn cơm. Mà đối với những kẻ có tiền, mua xe hơn triệu cũng không phải là chuyện lớn lao gì sẽ không thông báo cho bất kỳ người nào biết bọn tôi cũng không còn cách nào khác vừa lúc trong tộc có chuyện phải bận rộn thật sự không thể nào phân thân bằng không cũng sẽ ngồi xuống thêm một chút trường lão nhà họ phương cười hà hả chẳng qua cung chủ tông thánh cung lại không tin chút nào dưới cái nhìn của hắn nhà họ phương làm vậy không phải là vì không nguyện ý lưu lại hay sao hẳn là vì không muốn nhìn thấy cảnh những người khác thổi phòng tông thánh cung. Có thể có chuyện gì, lấy thân phận của mấy đạo hữu, nào có chuyện gì cần các người phải tự mình ứng đối. Hay là mấy vị đạo hữu không muốn để mặt tông thánh cung chúng tôi. Cung chủ tông thánh cung cũng quyết tâm muốn giữ đoàn người phương minh ở lại. Cho nên âm lượng khi nói chuyện đã hơi lớn một chút, đương nhiên cũng thu hút sự chú ý của các thế lực khác mấy vị trưởng lão nhà họ phương âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau là người dày dặn kinh nghiệm bọn họ biết rõ mục đích vì sao cung chủ tông thánh cung làm như vậy quả thật nếu là chuyện bình thường thì không có chúng tôi cũng không sao nhưng thật không có biện pháp nào ngày mai nhà họ phương chúng tôi cũng muốn cử hành đại điển đạp thiền chuyện lớn như vậy tất nhiên phải tự mình trở về xử lý ngụ trưởng lão nhà họ phương mang nét mặt bất đắc dĩ mà sau khi hắn thốt ra lời này, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Tôi không nghe nhầm chứ, nhà họ Phương cũng muốn tổ chức đại điển đạp thiên sao? Nhà họ Phương tổ chức đại điển đạp thiên sao? Nhưng mà chuyến đi tới Long Môn Bí Cảnh vừa rồi, trong nhà họ Phương không có người nào thu được 10 đạo khí vận đại đạo mà. Không có khí vận đại đạo thì sao? Trước đây Long Môn Bí Cảnh trăm năm mới mở ra một lần, lẽ nào Long Môn Bí Cảnh không mở ra thì trong trăm năm này không người nào đột phá đến thiên cấp hay sao? Tôi thấy rất có thể là vị cường giả địa cấp đại viên mãn nhà họ Phương nào đã tới ranh giới đột phá rồi." Có lão giả nói ra câu này, lập tức khiến đám người ở đây tỉnh ngộ. "Đúng, không tiến vào Long Môn bí cảnh cũng có thể đột phá cảnh giới, trở thành cường giả thiên cấp." Cung chủ Tông Thánh cung cũng sửng sốt một chút, vẻ mặt trở nên có chút không tự nhiên, nhưng hắn biết rõ nếu nhà họ Phương dám nói ra lời này trước mặt nhiều người như vậy, khẳng định là không sai. Vậy thì thật chúc mừng các vị đạo hữu, chúc mừng nhà họ Phương. Ừ, không biết là vì tài tuấn nào của nhà họ Phương gần đột phá. Cung chủ Tông Thánh Cung giả mù xa mưa hỏi: chuyện này sao? Đợi ngày mai khi các vị đạo hữu đến sơn môn của nhà họ Phương thì sẽ biết thôi. Ngụ trưởng lão nhà họ Phương bán một cái nút. Đây cũng là cách mà bọn hắn đã thương lượng cẩn thận trước khi tới. Tạm thời không lộ ra thân phận của Phương Minh. Chỉ có như vậy mới có thể khơi gợi sự hiếu kỳ của mọi người. Đến lúc đó cũng có thể mang tới ảnh hưởng càng lớn hơn. Đồng thời, ngụ trưởng lão nhà họ Phương cũng nhìn về mọi người cất cao giọng nói. Các vị đạo hữu, ngày mai nhà họ Phương chúng tôi tổ chức đại điển đạp thiền. Mong rằng các vị đạo hữu nể mặt tới xem lễ nhất định sẽ tới. Phương trưởng lão an tâm, nhất định chúng tôi sẽ đi. Không ít người ở đây phụ họa, tông thánh cung bọn họ không đắc tội nổi, nhưng mà nhà họ Phương, bọn họ càng không thể nào đắc tội nổi. Sắc mặt của cung chủ tông thánh cung trở nên khó coi, bởi vì hắn biết nếu nhà họ Phương làm như vậy, đồng nghĩa với tiệc cơ động 7 ngày 7 đêm mà bọn họ đã chuẩn bị sẵn phải hủy đi. Bởi chắc chắn ngày mai tất cả khách quý dự lễ đều sẽ rời khỏi nơi này nếu nhà họ phương đã hiếu khách như vậy nhất định tông thánh cung tôi cũng sẽ tham gia vừa vặn tôi cũng muốn biết một chút về vị kia của nhà họ phương hy vọng đến khi đó có thể luận bàn một hai cùng với đối phương vị cường giả vừa đột phá tới cấp độ thiên cấp kia của tông thánh cung vốn đang ngồi trên bệ đá không biết đã xuất hiện ở đây từ khi nào hắn nhìn về mấy vị trưởng lão nhà họ phương chầm rãi nói. Ngày hôm sau, sân môn nhà họ Phương mở rộng, toàn bộ đệ tử nhà họ Phương đều hành động, mà đường chủ các đường cũng đều cực kỳ bận rộn. Đại điển đạp thiên không chỉ là cơ hội để một vị cường giả thiên cấp thành danh, đồng thời cũng là cơ hội để nhà họ Phương có thể triển lộ thực lực với bên ngoài. Mới sáng sớm mà người của các thế lực khác tới dự lễ cũng đã nối liền không dứt. Phương Huynh, lần này là vì tiền bối nào của nhà họ Phương các người đột phá đến cảnh giới thiền cấp chứ? Có người cảm thấy hiếu kỳ tìm hiểu. Vậy mà đệ tử nhà họ Phương có trách nhiệm tiếp đãi khách, chỉ lắc đầu, giữ im lặng. Phương Huynh à, chuyện này có gì mà giấu giếm? Đợi một hồi khi đại điển bắt đầu, không phải mọi người cũng sẽ biết sao. Cho dù có thần bí tiếp như vậy cũng đâu có ý nghĩ gì đâu. Nghe thấy lời mấy người bên cạnh nói, biểu hiện trên mặt quản sự nhà họ Phương vẫn không thay đổi, nhưng mà trong lòng vị quản sự này đã chửi mẹ kiếp. Không phải hắn không muốn nói cho đối phương biết, mà là vì ngay cả hắn cũng không biết. Lần đại điển đạp thiên này, các trưởng lão đã dặn dò từ sớm, nhưng căn bản đám bọn họ không hề biết vai chính trong đại điển này là ai, mà các trưởng lão cũng chưa hề tiết lộ, không chỉ là họ có người nói, ngay cả đám đường chủ cũng không biết. Mà có một số ít đường chủ biết rõ là im lặng không nói lời nào. Vai chính trong đại điển lần này vẫn là một bí mật ở nhà họ Phương. Nhà họ Phương không có dưới 10 vị cường giả địa cấp đại viên mãn, cho nên cụ thể là vị nào bọn họ cũng không đoán ra. Không hổ là gia tộc hàng đầu của giới tu luyện, thực lực này... Trước sơn môn không ít cao tầng của các thế lực âm thầm kinh hãi bởi vì ngay cả đệ tử có trách nhiệm tiếp đãi bên ngoài sơn môn của nhà họ phương đã không dưới trăm người mà trong số trăm người này người kém nhất cũng đã đạt đến địa cấp trung kỳ mà địa cấp hậu kỳ thì có tới hơn 30 người trước đây khi phương minh đi tới tây nam giải quyết nguy cơ của nhà họ tiêu nhà họ lý chỉ có một vị cường giả địa cấp hậu kỳ đã có thể trở thành thế lực đứng đầu nơi ấy từ đó có thể nhìn ra nội tình của nhà họ Phương đáng sợ ra sao. Đây vẫn chỉ là đệ tử có trách nhiệm tiếp đãi ở cửa. Sau khi đi vào sân môn, còn có rất nhiều cao tầng của nhà họ Phương chờ sẵn. Nhà họ Phương làm như vậy là muốn khoe khoang thực lực của thế lực đứng đầu hay sao? Bên ngoài sân môn lại có một đoàn người đi tới. Một lão giả dẫn đầu hư lạnh nói. Đám người xung quanh thấy đoàn người này đều sôi nổi nhường đường bởi vì trong đoàn người này chỉ tính cường giả thiên cấp đã có tới 5 người. Người của Tông Thánh Cung cùng Hóa Phong Cung dắt tay nhau mà tới. Trải qua chuyện ngày hôm qua, Tông Thánh Cung cùng Hóa Phong Cung đã không muốn che giấu chuyện hai thế lực kết minh, lúc này còn cùng dắt tay nhau tới. Hóa Phong Cung xuất động hai vị cường giả thiên cấp. Một vị là cường giả thiên cấp uy tín lâu năm, một vị là cường giả thiên cấp mới đột phá, Chu Thương Hải. Cũng giống như vậy, bên phía Tông Thánh Cung cũng có hai vị cung chủ, cộng thêm vị cường giả thiên cấp vừa mới đột phá kia. Ngày hôm qua, vị kia của Tông Thánh Cung cũng đã mở lời. Đợi khi cường giả nhà họ Phương đột phá trở thành cường giả thiên cấp, hai người sẽ luận bàn một hai. Không nghĩ tới hôm nay hắn lại tới thật. Ông là nói vị cường giả nhà họ Phương kia lấy lực lượng từ đâu tới. Thời gian hai người đột phá có chênh lệch một hai ngày lẽ nào vị cường giả này lại cho rằng bản thân có thể thắng được sao? đám người các ngươi đúng là không hiểu. Tư đồ đại nhân là người đã hấp thu 14 đạo khí vận đại đạo. Khởi điểm của người này cao hơn chu thương hải đại nhân của hóa phong cung nhiều. Không sai, cũng là cường giả thiên cấp. Nhưng mà giữa hai bên vẫn có chênh lệch về thực lực. Thực lực của tư đồ cao hơn cường giả thiên cấp mới tấn thăng kia một đoạn đường. Đoàn người xì xào bàn tán, bên phía tông thánh cung trên mặt tư đồ hòa có một vòng ngạo nghễ so với bọn họ trên mặt chu thương hải của hóa phong cung lại có vẻ hơi xấu hổ có thể trở thành cường giả thiên cấp đại biểu cho đã nhập vào một nhóm nhỏ người đứng đầu của giới tu luyện này Vốn nên nhận được lời chúc mừng từ thế lực khắp nơi trong giới tu luyện thế nhưng hết lần này tới lần khác sau khi hắn đột phá lại có một tư đồ hòa bởi vậy khi người ta nhắc tới những người mới đột phá trở thành cường giả thiên cấp gần đây tuy rằng cũng sẽ nhắc tới hắn nhưng nhất định sẽ đặt hắn đằng sau tư đồ hòa từ đầu cho tới cuối vẫn luôn bị đối phương đè một đầu nhưng hết lần này tới lần khác hóa phong cung cùng tông thánh cung lại kết liên minh nhất định hắn phải đến cổ động tông thánh cung không thể không nói trong vô số cường giả đã đột phá trở thành cường giả thiên cấp trong lịch sử giới tu luyện thì hắn là một người buồn khổ nhất. Các vị đạo hữu đến đây thật khiến cho nhà họ Phương tôi cảm thấy vinh hạnh, mau mau mời vào mời vào. Bên phía nhà họ Phương cũng có trưởng lão nhận được tin tức, thất trưởng lão cùng bác trưởng lão tự mình ra nghênh tiếp. Phương Huynh à, là vị đệ tử nào của nhà họ Phương các người gần đột phá, đến lúc này rồi có phải nên tiết lộ một chút không? À, chuyện này đợi tới lúc đó mấy vị đạo hữu tự mình nhìn là được rồi. Không cần lo lắng. Bác trưởng lão nhà họ Phương cười ha ha qua loa tắt trách. Này Phương trưởng lão, nhà họ Phương các người thật sự có tự tin rằng vị kia có thể thành công bước vào cảnh giới thiên cấp sao? Tư Đồ Hòa mở miệng dưới cái nhìn của hắn, ngoài trừ loại người lấy được 10 đạo khí vận đại đạo trở lên giống như hắn cùng Chu Thương Hải. Ai cũng không dám đảm bảo bản thân mình có thể thành công đột phá đến cảnh giới thiên cấp biết bao nhiêu người tu luyện địa cấp đại viên mãn muốn đột phá thử nhưng mà nhận lấy kết cục là thất bại rồi tự tin này đương nhiên phải có chứ từ đồ đạo hữu không cần lo đều là cường giả thiên cấp tuy rằng tư đồ hòa là vừa tấn thăng nhưng cũng có thể coi là ngang hàng trên thực tế giới tu luyện chính là như vậy không dùng tuổi tác để luận bối phận mà dựa theo thực lực để phân chia đương nhiên Ngoài trường người có quan hệ huyết thống ba đời. Nếu nhà họ Phương đã có tự tin như vậy, tôi đây cũng yên tâm, cũng tránh chuyện một hồi không tìm được người để mà luận bàn. Trên mặt Từ Đồ Hoa lộ ra nụ cười lạnh. Lúc này Tông Thánh Cung đến đây, tự nhiên không phải vội đến tham gia lễ của nhà họ Phương, mà là tới để thực hiện ước hẹn ngày hôm qua. Ngày hôm qua, hắn đưa ra yêu cầu muốn luận bàn một chút với Tân Tấn Cường Giả Thiên Cấp của nhà họ Phương. Mà nhà họ Phương cũng không cự tuyệt, đương nhiên cũng không biểu hiện quá rõ ràng. Tuy rằng toàn bộ giới tu luyện đều biết sự tranh đấu giữa Tông Thánh Cung cùng nhà họ Phương rất gay gắt, rất kịch liệt. Nhưng ngoài mặt vẫn phải duy trì sự hòa thuận. Vì vậy hắn đã kéo chu thương hải của hóa phong cung theo tới. Dùng danh nghĩa ba vị tân tấn cường giả thiên cấp luận bàn cùng nhau. Ba vị cường giả thiên cấp được sinh ra cách ngày có tỷ thí với nhau cũng rất bình thường. Nói cho cùng thì không ai muốn quan mang của mình bị hai người kia che mất, đều muốn trở thành người đầu tiên được mọi người nhắc tới. Nói như vậy, đời sau này khi có người nói tới bọn họ sẽ nói như thế này. Ở ngày tháng kia, có một người cùng hai vị cường giả thiên cấp khác đồng thời đột phá. Ai cũng muốn bản thân mình trở thành người được nhắc kia mà không phải là hai vị khác kia. Yêu cầu này của Từ Đồ lão đệ nhất định sẽ được thỏa mãn." Bác trưởng lão nhà họ Phương ý vị thâm trường đáp. Kết thúc tập 173 của bộ truyện Đô thị siêu cấp phu sư, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.